Thư viện tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thạch Thành tổ chức tặng sách và phục vụ thư viện lưu động với chủ đề Sách quý tặng bạn tại trường tiểu học Thạch Đồng và trường tiểu học Thành An. Xe ô tô thư viện lưu động được trang bị máy tính, TV, máy chiếu, phần mềm ứng tra cứu thông tin và nhiều thiết bị phục vụ cho bạn đọc. Cùng với đó là hơn 3.000 bản sách, chủ yếu là sách thiếu nhi, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức và thể loại. Đây cũng là giải pháp giúp Thư viện tỉnh Thanh Hóa mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp cận bạn đọc tiềm năng, phát huy tối đa giá trị của sách báo trong đời sống xã hội. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tặng sách cho 2 trường, mỗi trường hơn 80 bản sách, trị giá 5 triệu đồng.